bác họ Đặng, nhưng mà lại không phải là Đặng nguyên gốc đâu ạ, mà lại có nguồn gốc từ họ Trần. Con cháu của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đổi họ từ họ Trần thành họ Đặng. Chính vì vậy mà gần 700 năm sau ngày mất của Đức Thánh Trần, Trần Hưng Đạo và bác Trường Chinh đều trùng ngày trùng tháng, đó là 20 tháng 8 âm lịch. Vào ngày đó thì các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định sau khi thắp hương ở đền Trần thì cũng đều về nhà lưu niệm để thắp hương cho Tổng Bí thư Trường Chinh. Mảnh đất thiêng ấy. Đúng rồi, mảnh đất này là ngày xưa đã được yểm đảo và được nghe kể lại là có ông thầy điện lý Tả Ao đã từng về đây yểm đảo trong mảnh đất này. Các anh để ý một chút này. Đầu thì có miếu này, thờ thần này. Đuôi thì có chùa Keo Hành Thiện, vừa thờ Phật, thờ Thánh. Đầu và đuôi đều có thần và thánh trấn giữ yểm đảo. Cho nên mới có cái câu là mảnh đất hình con cá chép, mà lại có câu là cá chép vượt vũ môn hóa rồng, để mảnh đất này trở thành địa linh. Mà đất địa linh ắt sẽ sinh ra nhân kiệt. Chính vì vậy ngôi làng này có tất cả 419 cụ Đỗ Đạt với 7 đại khoa, 3 tiến sĩ, 4 phó bảng, 97 cử nhân và 315 tú tài. Làng Hèn Thiện có tất cả 8 ủy viên Trung ương Đảng. Về bộ trưởng thì làng Hèn Thiện tự hào có 2 bộ trưởng và một số vị tương đương hàm bộ trưởng. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư làng Hèn Thiện cũng có 2. Hai hùng thời kỳ đổi mới đó là giáo sư Đặng Vũ Khiêu và giáo sư Đặng Đức Trạch. Hai hùng lực lượng vũ trang là bác Phạm Gia Triệu và Nguyễn Đăng Kính. Bên cạnh đó thì ngôi làng Hèn Thiện còn là quê hương của 2 hoa hậu. Chị làng có khoảng bao nhiêu hộ dân ạ? Báo cáo với anh là làng Hèn Thiện hiện nay có khoảng 7.000 dân với khoảng 1.500 hộ. 10 bậc phụ huynh cùng với bác Hồ là 11. Tấm hình rất là quý mà bảo tàng cách mạng, bảo tàng quốc gia còn về đây xin phép chụp lại. Chứ trong kho lưu trữ cũng không có lưu được tấm hình này. Mà ngay từ nhỏ bác Trường Chinh đã được học tứ thư ngũ kinh. Ở bác đó là sự kết hợp giữa nho giáo và tân học sau này. Bởi vì bác cũng học trường Thành Trung, một ngôi trường mà thực dân Pháp lập ra để đào tạo con em người Việt nhưng mà phục vụ bộ máy cai trị cho thực dân Pháp. Hai cái tủ nhỏ hai bên, đây được gọi là lều trọng đi thi. Mà chính thân phụ của bác ngày xưa ông đi thi là đi bộ gánh hai tủ. Cậu ấm con quan lớn ngày xưa đi thi thường là có tiểu đồng, có người để gánh cho các ông. Nhưng mà thân phụ bác ông đi thi là tự gánh lấy á. Ngôi nhà này thì đến nay có niên đại là 121 năm rồi. Trải qua mấy lần trùng tu, tuy nhiên thì khung gỗ đen là còn giữ nguyên gốc nguyên bản. Chỉ có mái ngói thì đã đảo lại rồi. Và nền nhà ngày xưa là nền đất, sau đó mình với nệt gạch thất này. Duy Hà Nội Phố xin kính chào quý vị. Thưa vị, hiện tại Duy đang đứng ở nhà lưu niệm của Tổng Bí thư Trường Chinh thuộc làng Hèn Thiện. Đây là một trong những ngôi làng địa linh nhân kiệt. Có rất là nhiều những câu chuyện mà Duy nghĩ rằng khi về tới quê hương nơi sinh thành ra Tổng Bí thư Trường Chinh chúng ta mới được nghe tới. Và trong video này, Duy mời quý vị và bạn cùng đồng hành cùng chị Thuyết Minh tại khu nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Em chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu về mình được không ạ? Mình tên là Nguyễn Thị Thoa, là hướng dẫn viên quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Xuân Trường. Giới thiệu với các anh là khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh gồm các nếp nhà. Ngoài nhà lưu niệm nơi mà chúng ta đang đứng ở đây, nơi bác sinh ra lớn lên ở đây, còn có ngôi nhà ngang, nhà lợp bổ, lợp cói, nhà dưới. Ngôi nhà đó ngày xưa để ăn uống sinh hoạt, hay là có người giúp việc sẽ ở dưới đó để xay thóc giã gạo hay là may vá thêu thùa. Còn ở phía tây, góc phía tây bên đây thì là có khu bếp, nơi mà có cái chuồng trấu mẹ bác đã từng là vùi tài liệu xuống dưới đó. Và sau này thì có sưu tầm về cái cối xay và cái cối giã. Ngoài ra thì khu vực ở phía đông bên đây thì có một ngôi nhà gọi là nhà khách, nhà trưng bày. Ngôi nhà đó thì có lịch sử xây dựng năm 1896. Đó là nhà của anh trai thân phụ bác Trường Chinh, nhà của bác ruột bác.
Thì nay con cháu của ông cụ bên đó đi thoát ly thì có để lại để làm nhà khách, nhà trưng bày. Và năm 2019 trong dự án cải tạo quần thể khu lưu niệm thì có xây một cái nhà khách mới nữa. Ngôi nhà đó dành cho con cháu đi về thì có thể nghỉ ngơi ở khu vực bên đó. Dạ vâng. Nhà lưu niệm nơi bác sinh ra lớn lên ạ. Giới thiệu với các anh, ngôi nhà này có lịch sử xây dựng vào giữa mùa thu năm 1902. 5 năm sau, vào ngày 9 tháng 2 năm 1907, ông bà đã sinh bác ở ngôi nhà này và đặt tên khai sinh cho bác là Đặng Xuân Khu. Sau khi nuôi bác ăn học hết bậc tiểu học ở trường làng với mong muốn cho con theo con đường cử nghiệp, năm 1923, ông bà đã gửi bác lên học tại ngôi trường Thành Trung. Trường Thành Trung nay chính là trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong của thành phố Nam Định. Và đến năm 1925, bác đã tham gia phong trào đấu tranh đòi thực dân Pháp, ân xá nhà yêu nước Phan Bội Châu. Năm 1926, bác trực tiếp lãnh đạo học sinh của trường Thành Trung đòi để tang nhà yêu nước Phan Chu Trinh. Nhưng sau sự kiện này, bác đã bị thực dân Pháp đình chỉ học. Cho đến năm 1927, tại thành phố Nam Định, bác được kết nạp vào Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Rồi từ năm 1927 đến năm 1929, bác lên Hà Nội theo học trường Cao đẳng Thương mại Đông Dương. Và từ đây thân thế cuộc đời hoạt động cách mạng của bác đã gắn liền với sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Với những công lao đóng góp to lớn của bác, Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa Thông tin cùng với các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương có trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo quản ngôi nhà này. Và đến năm 1994, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin đã ký quyết định công nhận ngôi nhà trở thành di tích lịch sử văn hóa nhà lưu niệm đồng chí Trường Chinh. Bác có thể chia sẻ cái cảm xúc khi tới với nhà của bác Trường Chinh được không ạ? Vâng, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Nghiêm Văn Chiến, quê Nam Trực, Nam Định. À, trước đây thì công tác ở Tổng Công ty Đông Bắc Bộ Quốc phòng ở Quảng Ninh, nay đã nghỉ hưu. Dạ. Rất là vui mừng và phấn khởi được đến thăm nhà bác. Đây không phải là lần đầu, và đây là cũng lần thứ hai, thứ ba tôi đã đến nhà bác rồi. À, bác là người có công rất lớn đối với cách mạng Việt Nam. Năm 1941 bác đã làm Tổng Bí Thư, và bác đã từng làm 3 lần làm Tổng Bí Thư, rồi Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Quốc hội. Công lao của bác rất là lớn đối với dân tộc và nhân dân. Rất vinh dự và rất tự hào vì bác là người con của quê hương Nam Định. À. Còn giới thiệu với các anh, trong ngôi nhà lưu niệm thì gian giữa chính là ban thờ. Một bên là thờ thân phụ của bác. Ông tên là Đặng Xuân Viện, là con trai thứ tư của tiến sĩ Hán học Đặng Xuân Bàng. Vốn dòng dõi nho học, học rộng hiểu cao, nhưng lại không chuyên về cử nghiệp. Trong thời Hán học, ông đã từng lều trõng đi thi và đỗ nhị trường. Rồi ông ra làm quan, đó là chức quan thừa phái ở Tiên Nữ Hưng Yên. Xong ông chỉ làm quan có 5 năm, sau đó xin về quê viết sách và dạy các con. Còn thân mẫu của bác, bà tên là Nguyễn Thị Từ, ảnh bà giáp với tượng bác Trường Chinh. Bà là con gái của cử nhân Hán học Nguyễn Đức Ban. Ông ngoại của bác, cụ Nguyễn Đức Ban, sau khi mà đỗ cử nhân, cụ ra làm quan huấn đạo. Xong cụ làm quan 10 năm rồi lại chuyển sang nghề bốc thuốc nam với mục đích là để cứu người. Sau này con cháu của cụ đều trở thành những lang nổi tiếng của thành phố Nam Định. Chị sẽ em hỏi một chút là mẹ của bác ấy quê chính là ở đâu ạ? Dạ, bà thân mẫu của bác, bà cũng là người con gái của làng Hành Thiện này. Dạ. Đến phu nhân của bác gái Nguyễn Thị Minh cũng là người gốc Hành Thiện này. Và đều là con gái của họ Nguyễn cả. Dạ. Còn giới thiệu với các anh một chút. Thân phụ của bác Trường Chinh là có hai bà. Bà hai tên là Lương Thị Trấn, ảnh phía bên ngoài. Bà Lương Thị Trấn sinh năm 1890 và bà mất năm 1983.
Quê bà thì ở làng Nội Ninh, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên thì sau khi lấy thân phụ của bác, bà lại về xã duy nhất huyện Vũ Thư của tỉnh Thái Bình sinh sống. Chính bà là người có công trong việc che giấu bác Trường Chinh trong những năm tháng bác hoạt động cách mạng. Sau này thì bà được nhà nước tặng thưởng bằng gia đình có công với nước. Còn bức tượng thờ bán thân của bác ở giữa, bức tượng này là do con cháu của bác đã đúc bức tượng, đặc biệt là người cháu đích tôn, anh Đặng Xuân Thanh. Hiện nay thì anh Thanh đang công tác ở Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Anh Thanh cũng mong muốn là đúc một bức tượng bán thân của người ông nội mình và anh xin phép được chuyển bức tượng về đây để thờ. Còn tượng ở dưới công viên tượng đài chỗ trung tâm huyện Xuân Trường, tượng đó nằm trong dự án cải tạo quần thể khu lưu niệm, trong đó thì có hạng mục đó là đúc mới tượng của bác. Công viên tượng đài của bác được khánh thành năm 2007, trải qua hơn 10 năm đưa vào khai thác phát huy giá trị. Năm 2019 đã có dự án cải tạo và trong đó có hạng mục là đúc mới tượng. Còn hiện nay tượng cũ của bác đã chuyển lên trường chính trị Trường Chinh của tỉnh Nam Định. Và tượng mới được khánh thành đầu năm 2020 nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh của bác. Còn là giới thiệu với các anh là trong ngôi nhà lưu niệm thì còn lưu giữ được tủ đựng sách của cụ Đặng Xuân Viện, chính là tủ sách của thân phụ bác ngày xưa. Giường này cũng chính là nơi thân phụ của bác ông vẫn thường nghỉ. Rồi hai cái tủ nhỏ hai bên, đây được gọi là lều trọng đi thi, mà chính thân phụ của bác ngày xưa ông đi thi là đi bộ gánh hai tủ. Cậu ấm con quan lớn ngày xưa đi thi thường là có tiểu đồng, có người để gánh cho các ông. Nhưng mà thân phụ bác ông đi thi là tự gánh lấy á. Bên trong tủ này là để sách vở, còn một bên tủ là để nồi niêu tăng bạt, đồ dùng và tư trang cá nhân. Tuy nhiên thì do thời gian nay chỉ còn giữ được chiếc niêu mốt bằng đồng. Chiếc niêu này được sử dụng để nấu cơm và nấu được đúng một bò cho một người ăn. Nam Định ngày xưa là có trường thi Quan Nam, trường thi này tổ chức các kỳ thi hương. Thì chính thân phụ bác ông đã gánh hai tủ này lên Nam Định dự kỳ thi hương. Sau đó thì ai qua được kỳ thi hương sẽ vào kinh thành Huế để dự kỳ thi hội và thi đình. Tuy nhiên thì thân phụ bác ông chỉ có duy nhất một lần lều trẫm đi thi và ông cũng đỗ đạt ra làm quan. Còn ở đây có trưng bày tấm hình chụp bác Trường Chinh vào năm 1936. Thời điểm chụp tấm hình này sau khi bác ở tù Sơn La ra. Sau khi bác ở tù Sơn La ra thì báo tin tức mặt trận đã chụp một tấm hình của bác. Bên dưới là tủ đựng đồ tư trang của thân mẫu bác ngày xưa. Và chiếc giường này cũng chính là nơi mà thân mẫu của bác mà vẫn thường nghỉ. Đặc biệt trong ngôi nhà có treo chân dung của vua Duy Tân. Tấm hình ông vua được vẽ năm 1917, vẽ từ tờ báo ra. Trong lịch sử, vua Duy Tân là ông vua yêu nước. Cảm mến lòng yêu nước của ông vua, thân phụ bác đã treo tấm hình để giáo dục con là học tập theo tấm gương yêu nước của ông vua. Vua Duy Tân là ông vua là 7 tuổi đã lên ngôi vua. Và sau này vì lòng yêu nước mà thực dân Pháp đã đẩy ông đi Algeria, một thuộc địa của Pháp ở châu Phi. Và quý mến lòng yêu nước của ông vua nên thân phụ bác đã treo tấm hình để giáo dục hướng con học tập theo. Năm 1917 lúc đó bác Trường Chinh mới có 10 tuổi. Bác đã được người cha của mình dạy dỗ, điều đó là nêu gương ông vua để hướng con học tập theo. Thế ngày xưa là cụ cũng không sợ các thế lực gọi là theo Pháp họ biết nhà mình có treo ảnh này? Thực ra thì sau khi mà thân phụ bác ông cáo quan về ngôi nhà này, ông đã từng tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục ở địa phương, nhưng sau đó bị bọn thực dân phong kiến theo dõi, bắt quản thúc ở quê nhà. Và trong thời gian đó thì ông cũng nhờ người cháu của mình, rồi nhờ những họa sĩ vẽ tấm bản đồ Đông Dương cũng như ảnh vua Duy Tân để ông treo trong nhà và tiện theo dõi được tình hình chiến sự của ba nước Đông Dương. Nhiều người hỏi là ngôi nhà này trải qua thời gian rồi chiến tranh, rồi đặc biệt biết là đây chính là nhà của thân phụ, thân mẫu Tổng Bí thư Trường Chinh, nhưng mà thực dân Pháp cũng không dám động vào. Bởi vì bác Trường Chinh được xuất thân trong gia đình dòng dõi khoa bảng. Ông nội bác là tiến sĩ Đặng Xuân Bảng, cụ làm quan lớn trong triều đình. Thân phụ bác cũng đỗ đạt ra làm quan.
Và thực ra thì thực dân Pháp nó cũng để cái uy nhà của cụ, nên là thực dân Pháp cũng không dám động vào nhà các cụ. Dạ. Vâng ạ. Đây tấm bản đồ đây. Đúng đấy ạ, đây là bản đồ Đông Dương. Bản đồ này vẽ năm 1928 để thân phụ của bác ông theo dõi được tình hình chiến sự ba nước Đông Dương. Bản đồ vẽ trên chất liệu bằng vải và thể hiện được cả ba nước Đông Dương, đó là Việt Nam, Ai Lao chính là nước Lào và Cao Miên chính là Campuchia. Trong bản đồ có thể hiện cả quần đảo Hoàng Sa, bốn chữ nhỏ nhỏ ở giữa bản đồ, cạnh hai chữ Nam Hải chính là quần đảo Hoàng Sa. Ngày xưa các cụ đã có những thể hiện, cái đã vẽ tích. Được và... Đúng ạ. Và các tỉnh thành thì cũng được chia ra và thể hiện bằng các cái chữ địa danh là các cái chữ Hán Nôm. Vâng, Hà Nội là cái dấu chấm tròn to đỏ đấy ạ. Chị, những cái hoành phi câu đối bên cạnh đây thì có ý nghĩa gì ạ? Toàn bộ hoành phi câu đối trong ngôi nhà này đều là do các tổ chức rồi bè bạn thân hữu tặng cho thân phụ của bác. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói tới bức hoành phi long quấn trúc cùng với đôi câu đối nền gấm thép vàng đây. Bức hoành phi và đôi câu đối này là do báo Đông Pháp, một tờ báo mà thân phụ bác đã từng viết bài cho báo Đông Pháp vào năm 1928. Năm 1928 thì tờ báo này có tổ chức một cuộc thi thơ. Thân phụ bác đã tham gia cuộc thi đó và ông giành cả giải nhất, giải nhì của cuộc thi. Rồi chính báo Đông Pháp đã tặng cho thân phụ của bác. Nổi bật nhất trên bức hoành phi này chính là ba chữ Ngọc Kỳ Âm, có nghĩa là tiếng của Ngọc. Âm ở đây được hiểu là âm thanh, là tiếng nói. Kỳ là muôn thuở, bền muôn thuở. Còn viên ngọc vừa tròn, vừa đẹp, vừa vang, vừa sáng, nhằm ca ngợi tài văn chương của ông. Tiếng thơ được ví với tiếng ngọc trong sáng vang mãi. Hàng chữ nhỏ trên bức hoành phi có ghi Dương lịch nhất thiên cửu bách nhị thập bát niên. Dương lịch năm 1928. Đông Pháp báo quán kính tặng, đó là do báo Đông Pháp tặng. Hà Thành tiên duệ hiệu chế tinh thư, hiệu tiên huệ duệ Hà Thành, nay chính là thành phố Hà Nội, chế bức tính thư này. Còn đôi câu đối nền gấm thép vàng, chữ đen bóng có nội dung Diễn đàn tảo chủng văn minh quả, từ uyển liên đề giáp ất hoa, được tạm dịch là trên diễn đàn sớm có kết quả văn minh, mà nơi từ uyển liền đề tên hoa giáp ất. Tuy nhiên thì cổ nhất và quý nhất vẫn là đôi câu đối tạo hình gióng trúc ở đây. Đôi câu đối này có niên đại là Khải Định Kỷ Mùi Xuân. Mùa xuân năm Kỷ Mùi, đời vua Khải Định, tính theo năm dương lịch năm 1919. Đôi câu đối này là do bốn người bạn học cùng thời với thân phụ của bác. Sau khi mà các cụ đỗ đạt ra làm quan và gặp lại thân phụ của bác, thì bốn ông đã chung nhau làm đôi câu đối. Bi ca khẳng khái chân hào sĩ, văn thái phong lưu kiến đại gia, được tạm dịch là dù vui hay buồn, ông đều thể hiện tính tình cốt cách con nhà hào sĩ, mà phong lưu văn vẻ đáng bậc đại gia. Ở đây nếu mà các anh để ý một chút này, hoành phi trúc này, câu đối trúc và đỉnh đồng trúc, chất liệu thì bằng gỗ, bằng đồng, nhưng đều tập trung ở hình tượng trúc, mà trúc lại biểu tượng cho bậc quân tử. Người ta ví tính tình của cụ Đặng Xuân Viện thẳng thắn, khẳng khái, giống như cây tre, cây trúc. Còn nói về đôi câu đối màu xanh tạo hình lá chuối ở gian bên này. Nói về đôi câu đối này thì trong lần thăm quê cuối cùng của bác Trường Chinh, đó là năm 1987. Sau khi mà bác thăm lại toàn bộ ngôi nhà này, năm 87 lần cuối cùng, vì năm 88 thì bác qua đời, thì bác có đến ngắm đôi câu đối tạo hình lá chuối ở đây. Và chính bác Trường Chinh có hỏi một bác trông nom quản lý đầu tiên của khu di tích này rằng: tôi thường thấy người ta làm câu đối trên các loại lá như là lá quỳnh, lá nhãn, lá bưởi,
nhưng mà tại sao trong ngôi nhà của mình người ta lại tạo trên hình lá chuối? Không thưa với bác thì lại không được, mà thưa với bác rồi nói có sách mách có chứng. Bởi vì bác Trường Chinh vốn dĩ là người rất cẩn thận, bác có bí danh là Thận, nói về đức tính cẩn thận của bác. Thì bác trông nom quản lý đầu tiên của khu di tích này có mạnh dạn thưa với bác Trường Chinh rằng: con chỉ thấy lá chuối thì nó luôn luôn mang màu xanh, chỉ trừ khi nó héo đi thì nó mới đổi màu. Mọi lá cây khác khi héo đi thì đều phải lìa xa thân cây mẹ, nhưng riêng lá chuối khi nó héo đi thì nó vẫn ôm ấp lấy thân cây mẹ. Và ngay ở làng ta, khi các cụ nằm xuống, con cháu không quên lấy lá chuối nọ bện vào để thắt lưng buộc bụng. Rồi ngay trước linh sàng của người đã mất, người ta vẫn không quên trồng đôi cây chuối non. Bác Trường Chinh nghe xong thì bác cười rất là thích, nhưng mà bác có cẩn thận nói rằng khi giới thiệu với khách phải nói rõ đây là ý kiến cá nhân của mình. Còn đọc được tài liệu hay là các cụ chỉ bảo sách vở ở đâu thì phải nói rõ nguồn gốc xuất xứ. Nói xong bác yêu cầu là đọc câu đối để bác nghe. Và nội dung với đối bên này là: nhân tại bách xích lâu, phiêu nhiên khóa vân lộ, phủ thương mang biệt sinh kỳ tưởng. Hung đôi sổ vạn quyển, thời hoặc đăng tao đàn, liệt kỳ cổ túc trương ngô quân. Đôi câu đối này do hiệu Hải Liễu Vân Tiều tặng. Hiệu Hải Liễu Vân Tiều chuyên làm câu đối trên các loại lá tặng cho thân phụ của bác. Vào năm Khải Định Canh Thân Đông, mùa đông năm Canh Thân đời vua Khải Định, tính theo năm dương lịch năm 1920. Sau đó thì bác yêu cầu là dịch nội dung câu đối để bác nghe. Và nội dung đôi câu đối này được tạm dịch như sau: trên lầu cao trăm thước, nhẹ nhàng nhảy lên đường mây xanh, nhìn non nước bỗng phát sinh tư tưởng lạ. Đọc đến bốn chữ cuối cùng của vế bên này, biệt sinh kỳ tưởng, có nghĩa là bỗng phát sinh tư tưởng lạ. Đọc đến đây bác Trường Chinh lại cười rất là thích, vì bác nói đây có thể là một tư tưởng hết sức đổi mới, hết sức tiến bộ. Có thể đó là tư tưởng đổi mới của bác năm 1986, mà đôi câu đối này lại tặng cho thân phụ của bác mãi từ năm 1920. Ở đây có một ý trùng hợp ở đó. Dạ chứa vài vạn sách, có lúc bước tới chốn tao đàn, hội trao đổi của nhà văn nhà thơ, bày cờ trống đủ biểu dương thanh thế ta, trương ngô quân, có nghĩa là biểu dương thanh thế ta. Đôi câu đối này nhằm ca ngợi cái bụng, cái dạ của thân phụ bác chứa rất nhiều sách, và cụ đã sớm khẳng định tên tuổi của mình trên các diễn đàn văn học nghệ thuật. Chị ơi, bên trên kia thì có bằng khen gì nữa? À, bên trên đó là bằng có công với nước. Đây chính là phần thưởng cao quý nhất của chính phủ sau khi đất nước ta hoàn toàn thống nhất, truy tặng cho thân phụ của bác, vì ông là nhà nho yêu nước, tích cực giúp đỡ bảo vệ cách mạng. Bằng có công với nước do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký vào năm 1978 để truy tặng cho thân phụ của bác. Còn đôi câu đối ở phía bên này, đôi câu đối này thì nhằm ca ngợi cái sự thư thái thanh nhàn của các bậc nhà nho, của thân phụ bác ngày xưa. Tâm sự nhàn tương thi thảo bạch, tiếu đàm đới đắc dã hoa thanh, mai đình nội viên tam khoa tú tài Nguyễn Văn Phúc trang phụng, Khải Định Tân Dậu Thu, mùa thu năm Tân Dậu đời vua Khải Định năm 1921. Tâm sự nhàn tương thi thảo bạch có nghĩa là tâm sự đã đem vào trong cỏ, mà nói cười thì thêm thú có hoa tươi. Đôi câu đối này là do một người bạn, ông Nguyễn Văn Phúc, đỗ liền ba khoa tú tài, sau khi mà gặp lại thân phụ bác đã làm câu đối này để tặng cho thân phụ của bác vào năm 1921, Tân Dậu Thu.
Hải Định, Tân Dậu Thu. Còn bức đại tự và đôi cô đối ở phía bên đây. Bức đại tự ở trên là do hai ông Lý Trưởng và ông Phó Lý ở cái xã Tiên Xá, quận Tiên Nữ, Hưng Yên, nơi mà thân phụ bác làm quan. Sau khi mà thân phụ bác cáo quan về ngôi nhà này, thì hai ông đã làm bức đại tự này với bốn chữ Tiên Quận Đằng Phương, có nghĩa là tiếng thơm nơi tiên quận. Tiên đây tiên nữ, quận tiên nữ Hưng Yên, đằng là ở, phương là thơm. Tiên Xá xã Lý Trưởng Trịnh Văn Úng, Phó Lý Nguyễn Văn Đầu bái. Nhâm Tuất Đông Thập Nguyệt, tháng 10 mùa đông năm Nhâm Tuất 1922. Còn đôi cô đối bên dưới nhằm ca ngợi cái đức và cái tài của thân phụ bác. Cựu đức phương ư đằng các thụ, thi tài thanh tự lục giang ba. Có nghĩa là đức cũ thì thơm tho hơn cây đằng các, mà tài thơ thì trong sáng hơn sóng lục giang. Tổng sư cửu phẩm Văn Giai, Nguyễn Thành Trương, Nguyễn Đình Chi, Nguyễn Sĩ Đôn, Trang Phụng. Khải Định Canh Thân Xuân, mùa xuân năm Canh Thân, đời vua Khải Định năm 1920. Ba ông này cũng là đỗ đạt và hàm quan là quan cửu phẩm. Triều đình nhà Nguyễn có 9 phẩm hàm, thì các ông là hàm quan cửu phẩm. Sau khi mà cũng gặp lại thân phụ bác và làm đôi cô đối này để tặng cho thân phụ của bác. Còn ngôi nhà này thì đến nay có niên đại là 121 năm rồi. Trải qua mấy lần trùng tu, tuy nhiên thì khung gỗ đen là còn giữ nguyên gốc nguyên bản. Chỉ có mái ngói thì đã đảo lại rồi. Và nền nhà ngày xưa là nền đất, sau đó mình với nệt gạch thất này. Ngôi nhà thì có kiến trúc theo kiểu nhà cổ Bắc Bộ của chúng ta, ba gian và hai trái. Hai trái là hai căn buồng hai bên. Thì các anh có thể tham quan một chút căn buồng ở phía tây bên đây. Đây mở cửa là... được ạ, hay là dạ, đi ra chúng ta ngoài lại ạ? Đi ra ngoài hiên ạ. À dạ vâng, thế trước khi mình đi thì chị có thể giới thiệu đây là những cái bức ảnh của ai đấy ạ? À vâng ạ. Đây là hai khung ảnh nói về các anh em của bác Trường Chinh. Gia đình của bác có tất cả là 10 anh em. Khung ảnh trên, hàng trên chính là 5 anh em trai của bác. Còn đối xứng dưỡng chính là phu nhân của các anh em. Còn khung ảnh dưới, hàng trên là 5 em gái. Và đối xứng xuống chính là phu quân của các em gái. Trong số 10 anh em, bác Trường Chinh tên khai sinh là Đặng Xuân Khu. Bác là anh cả lớn nhất trong gia đình. Sau bác lần lượt là các em Đặng Xuân Đình, hiệu trưởng đầu tiên trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. Rồi em trai Đặng Xuân Quát, nguyên là chi cục trưởng chi cục quản lý ruộng đất của tỉnh Thái Bình. Em trai Đặng Xuân Phi, thiếu tá quân đội ở binh chủng pháo binh. Riêng em trai út của bác, liệt sĩ Đặng Xuân Dương. Bác Dương đang là giảng viên khoa tiếng Nga Đại học Sư phạm Hà Nội, kiêm bí thư đoàn trường. Sau đó theo tiếng gọi Tổ quốc lên đường nhập ngũ và hy sinh năm 1971 ở đường 9 Lam Lào, Khe Sanh, Quảng Trị khi mới có 37 tuổi. Còn khung ảnh dưới, hàng trên lần lượt là 5 em gái của bác. Đặng Thị Uẩn, Đặng Thị Nhưỡng, Đặng Thị Quỳ, Đặng Thị Hiền và Đặng Thị Thiện. Trong số 4 em trai và 5 người em gái, hiện nay bác Trường Chinh còn duy nhất một người em gái còn sống. Đó là bác Đặng Thị Thiện, ảnh thứ 5. Bác Thiện sinh năm 1931, năm nay cũng 93 tuổi rồi. Và hiện nay đang sống ở quê hương làng Hành Thiện này. Và đối xứng với ảnh bác Trường Chinh xuống chính là ảnh phu nhân của bác. Bác gái tên là Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1912, mất năm 2001. Bác gái hưởng thọ là được 90 tuổi và khi mất được an táng tại nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội. Còn bác Trường Chinh của chúng ta thì nằm ở nghĩa trang Mai Dịch ở khu A. Còn ở quê hương làng Hành Thiện này thì có phần mộ của thân phụ, thân mẫu bác. Cho nên thường vào các dịp dỗ hay là lễ Tết thanh minh con cháu bác, sau khi thắp hương ở Hà Nội thì cũng đều về đây. Vì nơi đây mới chính là nơi sinh thành, nơi chôn sau cắt rốn của bác.
Chị ơi, 10 người con của các cụ ấy, thì là đều được sinh ra tại nhà này. Đúng rồi, các anh em của bác đều được sinh ra và lớn lên ở ngôi nhà này. Sau đó thì các bác đi hoạt động rồi đi học hành và thoát ly đi. Sau đó thì con cháu, các cụ mất đi, con cháu thoát ly đi thì có nhờ bà con làng xóm vào đây trông nom gìn giữ ngôi nhà này. Đến năm 1981, bác Trường Chinh về thăm quê lần thứ hai. Các đồng chí lãnh đạo có đón bác ở ngôi nhà này và cũng mong muốn là cử người địa phương ra để trông nom gìn giữ. Tuy nhiên thì trước khi ngôi nhà này trở thành di tích lịch sử văn hóa thì nhà nước đã làm nhà để chuộc mấy hộ dân đã từng vào đây ở trông nom ấy, ra ngoài ở. Và sau đó thì cuối năm 81 thì có một bác này cũng đi bộ đội về, sau đó công tác ở đoàn thanh niên của xã Xuân Hồng này. Thì bác được các đồng chí lãnh đạo cử ra để trông nom gìn giữ. Và đến năm 2012 thì bác đó được nhà nước cho nghỉ chế độ. Và sau đó thì đến thế hệ trẻ chúng em, chị em chúng em là cũng học tập rồi tiếp quản và làm các công việc, đặc biệt là công tác hướng dẫn thuyết minh tuyên truyền để giới thiệu quảng bá khu di tích này đến đông đảo các quần chúng nhân dân rồi các cái đoàn khách, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo. Vì đây là địa chỉ đỏ, là bậc tiền bối, tổng bí thư. Thì thường các đồng chí lãnh đạo khi mà về địa phương làm việc công tác sẽ dành thời gian đến đây để thắp hương và nghe về thân thế sự nghiệp của bác. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Mời các anh chạy đi tham quan một chút. Ở hai đầu hiên bên này là hai cái khung dệt vải. Khung dệt vải bên này chính là nơi mà phu nhân bác Trường Chinh, bác gái khi về làm dâu đã dệt khung vải bên này. Vì làng Ngành Thiện là mảnh đất giàu truyền thống khoa bảng, ngày xưa thì trai học hành mà gái thì canh cửi, cho nên là gắn với câu thơ đó là sáng trăng trải chiếu hai hàng, chiếu anh đọc sách, chiếu nàng quay tơ. Cho nên hầu như vào nhà nào cũng có cái khung dệt vải này. Và buổi sáng thường ngày xưa đấy, thường vào làng Ngành Thiện là nghe tiếng đập chày rồi tiếng dệt vải của chị em phụ nữ. Còn đây là căn buồng nơi mà hai bác Trường Chinh là kết duyên với nhau, là ở chính căn buồng này. Năm 1928 thì hai bác đã kết duyên và chiếc giường cưới của hai bác từ năm 1928 vẫn còn ạ. Chính căn buồng này thì bác Trường Chinh có sinh hai người con, đó là giáo sư Đặng Xuân Kỳ năm 1931 và con gái là Đặng Việt Nga năm 1940. Sau này thì bác Trường Chinh có sinh thêm hai người con nữa, nhưng mà ở trên chiến khu Việt Bắc. Ba lần về thăm quê năm 60, năm 81 và năm 87, lần nào hai bác cũng nghỉ ở đây chứ không nghỉ ở đâu khác ạ. Còn đi ra đây một chút chính là cái bể nước mưa. Năm 1939, thời kỳ khủng bố trắng, để tránh sự truy lùng của mật thám, bác Trường Chinh đã xách vali cùng với thư từ tài liệu về ngôi nhà này hoạt động. Nhưng sau đó bị phát hiện và bác tránh khỏi sự truy lùng của mật thám bằng cách là treo lên cái bể này và nhảy ra phía vườn đằng sau, đi theo đường rong xóm 6 ở lối sau. Sau đó bác đi về phía bờ sông để nhờ bà con trải lưới chở bác sang Vũ Thư Thái Bình ở tại nhà bà Lương Thị Trấn. Cái bể cổ kiểu vòm quấn ngày xưa vẫn còn giữ được và chung nhau hai nhà là có cái bể nước mưa. Đây, mời anh đi ra ngoài đây thăm quan một chút. Ngoài nhà trên thì các cụ đã làm cái nhà ngang, nhà nập bổi nập cói. Giống như gian bếp vậy ạ. Gian bếp thì ở góc đằng kia. À, bếp ở góc kia. Nhà ngang này để ăn uống ạ. Dạ. Hoặc là gia đình có người giúp việc thì sẽ hàng ngày sẽ ở dưới đó để làm các công việc. Nói là nhà ngang như nhà này cũng là 5 gian. Và cũng trải qua lần trùng tu mới nhất 2019 thì cái mái này đã được thay lại rồi. Cái mái bổi này thì rất là dày, có chỗ dày thì hàng mét, còn cái phần mái này thì khoảng 50 phân. Đặc trưng của cái nhà này là mùa hè thì mát mà mùa đông thì rất là ấm. Gần giới thiệu với anh đây là khu bếp này, nơi có cái chuồng trấu mà mẹ bác đã giúp bác là vùi tài liệu xuống dưới đó. Cái chuồng trấu này thì nay phục dựng lại thôi. Rồi bể nước mưa, cạnh bếp thì thường có cái bể nước mưa để nấu nướng này. Đã. Đã. Còn đây là sưu tầm về cái cối xay và cái cối giã nữa. Đã. Ngày xưa là các cụ chắc phải có giếng khơi chứ chị nhỉ? Ở đây thì lại không có giếng, mà đằng trước nhà là có cái ao. Làng Ngành Thiện ngày xưa nằm thường trước các cái ngôi nhà là đều có cái ao. Nhưng nay thì các cái ao không còn nhiều nữa rồi. Bởi vì
nhà ngang của các cụ ngày xưa là năm gian thì nó rộng chiều ngang, mà bây giờ làng Nguyễn Thiện thì đất chật người đông, con cháu đông, cho nên những ngôi nhà này giờ không còn giữ được nhiều nữa, mà các cụ là thường dỡ bỏ hoặc là thu hẹp lại để chia đất cho các con các cháu làm nhà, và các cái ao thì lấp đi rồi để mà làm nhà cho các con các cháu. Dạ. Và đây, đây là cái cối xay này, và kia là cối giã, chúng em chỉ đặt tượng trưng đây thôi. Dạ. Còn nếu đúng ra thì có cối này phải chôn dưới đất thì mới đúng hơn. Dạ. Và mình chỉ đặt tượng trưng thôi. Ở đây là cái chuồng trấu mình cũng phục dựng lại, mẹ bác là vùi tài liệu mà bác chưa kịp mang đi xuống cái chuồng trấu này. Dạ. Trong cái chuồng trấu này còn phu nhân của bác đã giúp bác là chuyển tài liệu từ ngôi nhà này sang Thái Bình cho bác. Còn phía trước là cái ao, mình chỉ kè lại cái miệng, và phía trước nhà thì còn giữ được một số cây cổ như là cây sung, cây khế, cây nhãn. Đặc biệt là cây sung có niên đại hàng trăm năm rồi, vì nó cổ kính, trong mấy cành ấy, ngày xưa nó rất là sum suê, nhưng mà do nó cỗi quá nên là một số cành nó bị héo khô đi, và vì cái thân nó vươn ra ngoài phía ngoài ao ấy, cho nên ngày xưa chúng ta đã phải đổ các cái cột bê tông để chống đỡ đấy. Đấy, như đầu dí nhìn đấy là có cái cột bê tông. Bên kia 3 gian, còn bên này là 2 gian. Gọi là nhà ngang là 5 gian. Chị em phụ nữ may vá thêu thùa, còn là người giúp việc ở dưới đây để xay thóc giã gạo. Ok chị à, em vào cái gian này sẽ là gian gì? Đấy là buồng của các em gái bác. Vâng. Ngôi nhà bên cạnh đây chính là nhà của bác ruột bác Trường Chinh. Dạ. Ngôi nhà này là xây dựng năm 1896. Ngày xưa hai anh em trai của bố là đi chung cổng chung ngõ. Nay con cháu của ông cụ bên này đi thoát ly thì có nhượng lại để làm nhà khách, nhà trưng bày. Vì đây là nhà ông anh nên làm trước nhà em 6 năm. Và cột bên này nó cũng to hơn, lòng nhà bên này nó cũng rộng hơn, và nhà này cao to tiến về phía trước hơn so với nhà bên kia khoảng 50 phân đấy ạ. Dạ. Vì các cụ quan niệm ngày xưa trong gia đình anh là phải hơn em. Dạ. Mặc dù em có học hành và làm quan to đến mấy, nhưng khi về gia đình vẫn thể hiện thứ bậc. Trong lúc đấy là cụ thân sinh của bác mất rồi thì mới thế đúng không ạ? Tức là nhà này sẽ xây sau đúng không ạ? Không ạ. Ông thực ra thì các cái nếp nhà này là do ông nội làm cho các con. Thân phụ bác là con thứ tư thì nhà chúng ta vừa vào thăm viếng xong. Còn đây là nhà của con trai thứ ba, tiến sĩ Đặng Xuân Bàng. Nhà làm trước, sau đó thì bác Trường Chinh cũng như các em cũng mới được sinh ra ở đây. Thì gian bên này có trưng bày ảnh các bác lãnh tụ cùng nguyên thủ đã từng về thăm viếng khu lưu niệm. Năm 1989 thì có Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Năm 1989 thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ghi vào sổ ghi cảm tưởng như sau: đây là nhà truyền thống giàu ý nghĩa cực kỳ tốt đẹp, phải giữ gìn rất tốt. Đến năm 1997 thì có Thủ tướng Võ Văn Kiệt về thăm viếng. Chụp ảnh từ phía ngoài cổng đi vào đấy ạ. Đến năm 96 thì có Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công về thăm viếng. Đoàn đã chụp ảnh lưu niệm trước cửa nhà lưu niệm đấy. Năm 98 thì có Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm viếng. Năm 2000 thì có Thủ tướng Phan Văn Khải về thăm viếng. Còn ảnh rất nhiều các bác nguyên thủ đã từng về thăm viếng, nhưng vì ở đây không gian nó hẹp nên không đủ diện tích để trưng bày hết được ạ. Còn gian giữa có trưng bày về bản đồ làng Nguyễn Thiện, quê hương của bác Trường Chinh. Mảnh đất đúng một hình con cá chép đây. Đầu cá đây. Và đuôi cá là chùa keo Hành Thiện. Còn khu vực chúng ta đang đứng ở đây chính là giữa bụng cá chép, là xóm 7 nhà bác Trường Chinh. Đầu cá thì có miếu này, thờ thần này. Cạnh miếu là thị, chính là chợ Hành Thiện này.
Còn đây là khu vực dân cư ở từ mang cá đến rốn cá là phần màu xanh này. Được chia làm 14 khúc ứng với 14 dăm biểu trưng cho 14 đời vua nhà Trần. Khoảng cách từ dăm nọ đến dăm kia là cách đều nhau là 60 mét không hơn không kém nhau. Và các dòng xóm chạy song song với nhau. Nó chỉ khác nhau đó là ở chiều dài của mỗi dòng xóm. Và dòng dài nhất ở giữa bụng cá chính là dòng 7 nhà bác Trường Trinh. 14 dòng đây là dòng 7 ở giữa bụng cá. Vâng. Dòng này có chiều dài là 600 mét. Từ đầu dòng xóm 7 đi vào nhà bác Trường Trinh mới có 200 mét. Còn từ nhà bác Trường Trinh đổ về nối đằng sau là 400 mét nữa. Và dòng ngắn nhất chỗ rốn cá là dòng xóm 1. Dòng này thì chỉ dài có 200 mét thôi. Cạnh khu vực dân cư có hai chữ ươm điền. Chỗ này là ruộng gieo mạ, cây lúa của bà con làng Hành Thiện. Còn đuôi cá chỗ đóng khung có hai chữ nội tự. Nội tự còn gọi là chùa Trăm hay chùa Keo Hành Thiện để phân biệt chùa Keo tỉnh Thái Bình. Chùa này thì được xây dựng trên đất làng Hành Thiện vào năm 1588. Đến nay cũng có niên đại là trên 400 năm. Nhưng mà lạ thay từ khi xây dựng chùa đến nay là không có vị sư nào đến trụ trì. Lý do tại sao ạ? Có các cụ thường giải thích đó là chùa Keo Hành Thiện là thờ ngoài thờ Phật còn có thờ Thánh. Vị Thánh được thờ đó là Đức Thánh Tổ Dương Không Lộ Nguyễn Minh Không. Vị Thánh này được vua phong làm Lý Triều Quốc Sư. Bản thân vị Thánh này đã là một vị quốc sư rồi. Cái thứ hai nữa là làng Hành Thiện là mảnh đất giàu truyền thống khoa bảng. Các cụ ngày xưa ngoài tìm hiểu các cái lĩnh vực khác nhau còn có tìm hiểu về các cái sách Phật học. Và các cụ ngày xưa thì có thể vì mình tìm hiểu các cái sách đó nên là mình có thể làm được các cái công việc của nhà chùa. Cho nên hiện nay các cái đám hiếu này hay là đám 49 thì đều là do những ông thầy ở chùa trực tiếp sẽ làm các cái khóa lễ. Chị, đây là cái sắp xếp tự nhiên hay là có cái sự sắp đặt của các cụ ngày xưa? Anh ơi, làng Hành Thiện ngày xưa là các cụ đã có cái đầu óc quy hoạch rồi. Bản thân ngôi làng mang hình dáng của con cá chép thì có thể là do thiên địa tạo nên, do địa chất tạo nên. Nhưng mà cái con sông nhỏ uốn khúc bao quanh làng này này, nét dễ vẽ đứt đoạn này là biểu tượng cho con sông. Thì là do bàn tay của các cụ, của con người là tạo nên cái con sông mà bao quanh cái hình con cá chép này. Rồi việc sắp xếp các cái dòng xóm chia là 14 khúc và các dòng xóm chạy song song. Người dân thì ở hai bên đường dòng. Đó là do đầu óc quy hoạch của các cụ ngày xưa đã có cái quy hoạch như thế này rồi đấy ạ. Vâng. Các anh để ý một chút này. Đầu thì có miếu này, thờ thần này. Đuôi thì có chùa Keo Hành Thiện, vừa thờ Phật, thờ Thánh. Đầu và đuôi đều có thần và thánh trấn giữ yểm đảo. Mà khác, mảnh đất thiêng ấy. Đúng rồi, mảnh đất này là ngày xưa đã được yểm đảo. Và được nghe kể lại là có ông thầy điện lý Tả Ao đã từng về đây yểm đảo trong mảnh đất này. Cho nên mới có cái câu là mảnh đất hình con cá chép. Mà lại có câu là cá chép vượt vũ môn hóa rồng để mảnh đất này trở thành địa linh. Mà đất địa linh ắt sẽ sinh ra nhân kiệt. Chính vì vậy mà trong thời phong kiến, ngôi làng này có tất cả 419 cụ đỗ đạt với 7 đại khoa, 3 tiến sĩ, 4 phó bảng, 97 cử nhân và 315 tú tài. Trong số 7 vị đỗ đại khoa đó, phải kể đến ông nội của bác chính là cụ Đặng Xuân Bàng, chân dung người vấn khăn nhiễu mặc áo gấm. Cụ là người khai khoa tiến sĩ đầu tiên của làng Hành Thiện và là người thứ hai của huyện Xuân Trường đỗ tiến sĩ. Đây, cụ Đặng Xuân Bảng sinh năm 1828 và cụ lớn lên chỉ học cha mình là Đặng Viết Hòe, không học ai khác. 19 tuổi cụ Đặng Xuân Bảng đã đỗ tú tài, 23 tuổi cụ đã đỗ cử nhân và đến năm 29 tuổi cụ đỗ tam giáp tiến sĩ đệ nhất danh. Và cụ được nhà vua cử giữ chức vụ đó là bí thư văn phòng nội các nhà vua, đến chức quan ngự sử rồi quan án sát, quan tuần phủ Hải Dương, cuối cùng đó là quan đốc học của tỉnh Nam Định. Cụ làm quan tới 33 năm dưới 6 đời vua lớn nhỏ nhà Nguyễn. Dù ở cương vị nào, cụ làm quan cũng được nhân dân ở đó yêu mến. Và đến năm 1910,
cụ Đặng Xuân Bảng thọ 82 tuổi là cụ mất. Và hiện nay khu mộ của cụ được an táng ngay cạnh khu vực chùa Keo của làng Hành Thiện. Một khu mộ cũng rất là rộng, khoảng 50m². Và có thể nói rằng cuộc đời làm quan của Đặng Xuân Bảng có ảnh hưởng rất lớn tới Tổng Bí thư Trường Chinh. Bởi vì khi mà cụ còn đang làm quan, cụ có thành lập một cái thư viện. Đó là thư viện Hin Long. Thư viện này của tư nhân nhưng mà lớn nhất Bắc Kỳ lúc bấy giờ. Và thư viện đó có rất nhiều sách mà ngay từ nhỏ Bác Trường Chinh đã được học tứ thư ngũ kinh. Ở Bác đó là sự kết hợp giữa nho giáo và tân học sau này. Bởi vì Bác cũng học trường Thành Trung, một ngôi trường mà thực dân Pháp lập ra để đào tạo con em người Việt nhưng mà phục vụ bộ máy cai trị cho thực dân Pháp. Tuy nhiên thì Bác học ở đó và chính Bác là người đã lãnh đạo học sinh của trường Thành Trung đứng lên đấu tranh để đòi để tang nhà yêu nước Phan Bội Châu, rồi Bác Phan Chu Trinh. Chính vì những hoạt động đó thì khi mà còn đang là học sinh trường Thành Trung, Bác đã bị thực dân Pháp đình chỉ học đấy. Sau này Bác lên Hà Nội học trường Cao đẳng Thương mại Đông Dương. Còn đây là những tác phẩm mà ông nội cùng với thân phụ Bác viết. Tuy nhiên thì những cuốn này thì đã bị sao chép lại rồi, được sao chép lại. Chỉ có cuốn Hành Thiện Xã Chí, viết năm 1933, tác giả là ông Đặng Xuân Viện, thân phụ Bác viết, là còn giữ nguyên gốc nguyên bản. Đây là thân phụ Bác này. Còn bên đây thì tóm tắt những sự kiện chính về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Chị cho em hỏi là về cái thế đất này, cái thời kỳ đổi mới tính sau thời kỳ của Bác Trường Chinh, hiện tại thì có ai nổi danh không ạ? Thời tân học chúng ta hiện nay thì làng Hành Thiện có khoảng 2.000 người, có bằng từ cử nhân đến thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư. Trong đó thì giáo sư tiến sĩ là tính tới thời điểm hiện tại là 217 người, thạc sĩ là 163 người, còn lại cử nhân khoảng 1.500 người. Và đi vào chi tiết thì làng Hành Thiện có tất cả 8 ủy viên Trung ương Đảng. Thời mà trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đấy, thì làng Hành Thiện là có 3 nhà hoạt động cách mạng tiền bối. Ngoài Tổng Bí thư Trường Chinh ra, còn có giáo sư Đỏ Nguyễn Thế Rục và nhà cách mạng Đặng Xuân Thiều. Sau này thì có thêm 5 ủy viên Trung ương Đảng nữa. Đó là tướng Đặng Quốc Bảo, bí thư thứ nhất Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trưởng ban khoa giáo Trung ương. Rồi Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên phó chủ tịch hội khóa 9, chủ tịch hội cựu chiến binh khóa 3. Rồi giáo sư Đặng Xuân Kỳ là người con trai cả của Tổng Bí thư Trường Chinh. Hay nguyên bộ trưởng công nghiệp Đặng Vũ Trư. Hay giáo sư tiến sĩ viện sĩ Đặng Vũ Minh, chủ tịch hội Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Còn về đại biểu quốc hội, làng Hành Thiện là có 12 đại biểu quốc hội. Tướng lĩnh quân đội, làng Hành Thiện có 11 tướng quân đội. Ngoài tướng quân Đặng Quốc Bảo, rồi Trung tướng Đặng Quân Thụy, rồi có Trung tướng Đặng Kinh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quốc, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Cục trưởng Cục Quân y, Thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Gia Triệu, rất giỏi về khoa sọ não, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Kính, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Phạm Hòa Bình, nguyên Phó Đốc viện Quân y 108, Thiếu tướng Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Việt Tiến, nguyên Phó Đốc viện Quân y 108, Trung tướng Nguyễn Đình Chiến, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Đặng Vũ Phương, Cục trưởng Cục huấn luyện tác chiến Bộ Quốc phòng, và Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, hiện nay đang làm Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Về Bộ trưởng thì làng Hành Thiện tự hào có 2 Bộ trưởng, đó là Cố Bộ trưởng Y tế Đặng Hồi Xuân, hay nguyên Bộ trưởng Công nghiệp Đặng Vũ Trư và một số vị tương đương hàm Bộ trưởng. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư làng Hành Thiện cũng có 2, đó là chú Nguyễn Bích Đạt và Đặng Huy Đông. Nghệ sĩ nhân dân thì có Đại tá Đặng Xuân Hải, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam. Còn về bằng có công với nước, làng Hành Thiện có 2 cụ được nhà nước truy tặng bằng có công, trong đó có cụ Đặng Xuân Viện, thân phụ Bác Trường Chinh. Người thứ hai là cụ Đặng Ngọc Đỉnh, sinh ra nhà cách mạng Đặng Xuân Thiều và tướng Đặng Quốc Bảo. Giải thưởng Hồ Chí Minh làng Hành Thiện cũng có 4 người. Đầu tiên phải kể đến giáo sư Đặng Vũ Hỷ, sinh ra giáo sư tiến sĩ Đặng Vũ Minh.
giáo sư Đặng Vũ Hỷ là người có công đầu trong việc chữa bệnh phong ở Việt Nam. Người thứ hai là giáo sư Đặng Vũ Khiêu. Thứ ba là giáo sư Đặng Đức Trạch, nguyên viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện nay con trai là giáo sư Đặng Đức Anh đang làm viện trưởng. Và người thứ tư đó là giáo sư Đặng Xuân Kỳ, con trai cả của bác. Còn anh hùng là ngành thiện có 4 anh hùng, tương lai sắp tới là sẽ có 6 anh hùng. Bởi vì hai bác Đặng Quân Thụy và Đặng Kinh đang chờ hội đồng xét tặng của Trung ương để duyệt. Và anh hùng, hai hùng thời kỳ đổi mới đó là giáo sư Đặng Vũ Khiêu và giáo sư Đặng Đức Trạch. Và hai hùng thời kỳ, anh hai hùng lực lượng vũ trang là bác Phạm Gia Triệu và Nguyễn Đăng Kính. Bên cạnh đó thì ngôi làng ngày thiện còn là quê hương của hai hoa hậu. Hoa hậu đầu tiên đó là chị Nguyễn Diệu Hoa. Chị Diệu Hoa sinh năm 1969, đăng quang năm 1990. Và hoa hậu thứ hai đó là cố hoa hậu Nguyễn Thu Thủy. Chị Thủy thì sinh năm 76, đăng quang năm 1994 và mới mất năm ngoái. Khi mất thì chị cũng được đưa về quê hương làng ngày thiện an táng. Và có một á hậu hai người Việt quốc tế đó là chị Đặng Thị Minh Thu. 2 tuổi chị còn sống ông bà ở làng, sau đó mới theo bố mẹ ra nước ngoài ở. Sở dĩ vì sao ngôi làng này có tên là Hành Thiện, bởi vì trong chữ Hán, hành là làm và thiện là lành. Tên làng đó là do vua Minh Mạng năm thứ tư, năm 1823, đặt tên cho làng với ý nghĩa là làm điều tốt lành. Còn trước đó thì mảnh đất này từng là hành cung trang, tức là trang ấp của các vua Trần. Các vua Trần cũng như các thái thượng hoàng khi mà về vùng đất Thiên Trường Nam Định đã xuôi theo thuyền bè và về vùng đất này, quan sát mảnh đất này có địa thế về quân sự, cho nên đến đây đóng đồn biên phòng canh giữ cửa biển. Và mãi đến năm 1823, vua Minh Mạng mới đổi tên là Hành Thiện, bởi vì thấy làng Hành Thiện nhiều người đỗ đạt học hành và làm nhiều điều tốt, điều lành, cho nên mới đổi thành Hành Thiện với ý nghĩa là làm điều tốt lành. Sau đó thì vua Tự Đức có ban cho làng 10 điều ban huấn, trong đó có điều thứ 10 đó là quảng hành thiện, có nghĩa là mở rộng điều lành. Và hiện nay thì con cháu làng Hành Thiện vẫn tiếp tục duy trì cái truyền thống khoa bảng cũng như làm những điều tốt điều lành. Nói về các em đỗ thi đỗ đại học thì hàng năm thì số đỗ ngư các em đỗ đạt rất là cao. Năm cao nhất thì đã có 87 em đỗ vào các trường đại học. Năm thấp nhất thì có 5 năm em đi thi thì đã có 52 em đỗ vào các trường đại học và cao đẳng. Và số các em học sinh học giỏi quốc tế, quốc gia, rồi cấp tỉnh, cấp huyện cũng rất là cao. Hiện nay thì đang ngày cuối của kỳ thi tốt nghiệp cũng như là kỳ thi đại học. Không biết tương lai kết quả như thế nào nhưng mà rất tự hào về truyền thống khoa bảng của ngôi làng này. Và khi mà các em có giấy báo đỗ đại học thì hội khuyến học của làng Hành Thiện sẽ mời các em ra gặp gỡ ở đình làng Hành Thiện. Và sẽ có một phần quà nhỏ để vỗ động viên khuyến khích các em tiếp tục truyền thống khoa bảng của ngôi làng này. Làng Hành Thiện ngoài sở hữu hai di tích lịch sử, một di tích cấp quốc gia đặc biệt đó là chùa Keo Hành Thiện, thì còn có nhà lưu niệm cũng là di tích cấp quốc gia, còn có đình làng Hành Thiện. Đình làng là ngày xưa là nơi hội họp của người dân, thì hiện nay đình làng là nơi mà ghi danh những người mà đỗ đạt ra làm quan hay là học hàm chữ quốc ngữ bây giờ. Thì ai mà có bằng từ cử thạc sĩ trở lên cũng được đưa vào văn bia để ghi danh. Và hiện nay thì đình làng Hành Thiện còn lưu giữ rất nhiều tấm văn bia để lưu danh những người mà đỗ đạt ra làm quan. Chị, làng tại thì có khoảng bao nhiêu hộ dân ạ? Báo cáo với anh là làng Hành Thiện hiện nay có khoảng 7.000 dân. Dạ. Với khoảng 1.500 hộ. Dân số của một làng cũng khá là đông, tương đương với một xã trung bình rồi đấy. Dạ vâng, tức là diện tích như là làng là không tách ra, cũng không nhập trong cái thời kỳ đổi mới ạ. Vẫn giữ nguyên ạ. Bản thân ngôi làng này thì hình con cá chép vẫn còn giữ nguyên. Dạ. Và các dòng xóm này cũng thế, cứ chạy song song với nhau. Tuy nhiên cái dòng xóm bây là bản đồ vẽ năm 1934, cho nên cái dòng xóm 1 này nó chỉ ngắn có 200 m. Nhưng hiện nay thì ngôi làng này là mảnh đất đất chật người đông rồi, cho nên cái dòng xóm 1 này nó không chỉ dài 200 m nữa mà nó nối dài đến tận lối đằng sau, tức là phải tương đương khoảng 400 m rồi. Dạ. Vì các cụ ngày xưa lấy cái đất ruộng ấy trở thành đất thổ cư, đất làm nhà. À, còn đây đây là dòng họ Đặng Xuân nhà bác ở làng đấy ạ. Dạ, đúng rồi. Bác họ Đặng nhưng mà lại không phải là Đặng nguyên gốc đâu ạ. Dạ. Mà lại có nguồn gốc từ họ Trần. À. Con cháu của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đổi họ từ họ Trần thành họ Đặng. Dạ. Chính vì vậy mà gần 700 năm sau ngày mất của Đức Thánh Trần Trần Hưng Đạo và bác Trường Chinh đều trùng ngày trùng tháng,
đó là 20 tháng 8 âm lịch. Vào ngày đó thì các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định sau khi thắp hương ở đền Trần thì cũng đều về nhà lưu niệm để thắp hương cho Tổng Bí thư Trường Chinh. Còn ở gian bên này có trưng bày ảnh, tấm hình rất là quý, ảnh Bác Hồ mà chụp với thân nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tấm hình được chụp năm 1900 cuối năm 54-1955. Sau khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội, Bác Hồ của chúng ta đã đưa xe đi khắp mọi miền đất nước để đón thân phụ, thân mẫu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về trước phủ Chủ tịch chụp. Người đầu tiên bên tay trái, bên tay trái chính là thân phụ đồng chí Hoàng Văn Hoan. Tiếp theo là thân mẫu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thân mẫu đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, thân mẫu đồng chí Lê Thanh Nghị, thân phụ đồng chí Trần Quốc Hoàn. Bác Hồ của chúng ta ngồi giữa, phía bên tay phải là thân phụ đồng chí Lê Duẩn, rồi thân phụ đồng chí Trường Chinh, khăn xếp áo the ông Đặng Xuân Viện, thân phụ đồng chí Hoàng Văn Thụ, thân mẫu đồng chí Nguyễn Văn Cừ và thân phụ đồng chí Hồ Viết Thắng. 10 bậc phụ huynh cùng với Bác Hồ là 11. Tấm hình rất là quý mà Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Quốc gia còn về đây xin phép chụp lại, chứ trong kho lưu trữ cũng không có lưu được tấm hình này, chụp ở trước phủ Chủ tịch ạ. Nhiều người nghĩ là chụp trên chín khu Việt Bắc mà không, đấy là phủ Chủ tịch, bởi vì có đã các cột đèn nhé, có nhiều để rừng cây cây cối thì nó u sum xuê nên người nghĩ Việt Bắc. Còn tấm hình dưới chụp năm 1984, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lúc đó thì Bác Trường Chinh giữ cương vị là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, gắn huân chương sao vàng lên quân kỳ quyết thắng. Đầu tiên bên tay trái là Đại tướng Văn Tiến Dũng. Tiếp theo là anh hùng Nguyễn Huy Hiệu. Người đứng giữa là anh hùng Phạm Tuân. Người cầm cờ chính là Đại tướng Lê Trọng Tấn. Và ngoài cùng là anh hùng Nguyễn Văn Việt. Còn và qua các anh hùng và đại tướng đó. Còn ảnh ngoài có ảnh hai người con trai Tổng Bí thư Trường Chinh. Đứng giữa trong số 5 người chính là giáo sư Đặng Xuân Kỳ, con trai cả. Giáo sư Đặng Xuân Kỳ sinh năm 1931 ở ngôi nhà lưu niệm bên kia và mất năm 2010 rồi. Phó đứng bên cạnh là phó giáo sư tiến sĩ Đặng Việt Bích, sinh năm 1946, nguyên phó hiệu trưởng Đại học Văn hóa Hà Nội và mất năm 2019. Đứng cạnh là hai đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy xã Xuân Hầm và huyện ủy Xuân Thủy ngày xưa. Tấm hình này chụp năm 1994, khi lúc đó chưa chia tách huyện thì là đây được gọi là huyện Xuân Thủy, đến năm 97 mới chia tách thành huyện Xuân Trường và Giao Thủy. Và có một đồng chí là ở Viện Mác Lênin về cùng với giáo sư Đặng Xuân Kỳ. Và đó là một số thông tin về ngôi nhà này cũng nhà bên kia. Thế là hết đúng không chị? Vâng. Đằng trước nhà này đáng nhẽ cũng nào có một cái ao, nhưng mà vì mình sử dụng để làm nhà khách, nhà trưng bày và vườn trồng cây của các bác nguyên thủ, cho nên cái vườn bên này, cái ao bên này được lấp đi trở thành cái vườn và có trồng cây của các bác nguyên thủ. Rồi khu vực bên này trước kia nó cũng là cái ao của người ông nội, sau đó thì mình lấp đi để làm vườn, vườn hoa cây cảnh này, vườn cây ăn quả và có xây một cái nhà khách mới ở phía tây bên đó. Dạ. Chị ơi, cái cổng kia chắc là cổng từ thời các cụ để lại. Đúng rồi, cổng đó cũng là cổng cổ, còn giữ nguyên gốc nguyên bản. Và em thấy là lối vào là được lát gạch nghiêng. Cũng là ngày xưa. Dạ. Làng Hèn Thiện ngày xưa là các cái đường rong đã được lát gạch như thế. Dạ. Và có một cái quy định như thế này, con gái Hèn Thiện ngày xưa mà đi lấy chồng ấy thường là phải đóng góp cho địa phương, cho làng xóm. Nên mỗi một người con gái đi lấy chồng thì sẽ bỏ một chút kinh phí để mua gạch và lát đường rong ngõ xóm, đường làng. Dạ. Và đó là cái quy định ngày xưa của làng Hèn Thiện. Cho nên hầu như là vào các cái rong xóm nào cũng có cái đường, con đường lát gạch thẻ, gạch nghiêng như thế. Dạ. Còn cổng này thì 2019 ở đây cải tạo đó, nó nâng cấp đồng bộ lên 30 phân. Dạ. Và cái cổng này người ta không dỡ bỏ đi mà người ta lại kê kích và tôn cao lên theo cái chiều cao của cái nền nhà này. Dạ. Dạ. Những cái hoạt động ngày lễ, ngày hội ở nhà lưu niệm của Bác ấy, có cái hoạt động gì không ạ? Ở khu lưu niệm Bác Trường Chinh thì không tổ chức các cái ngày hội, mà chỉ một năm là có mấy cái dịp như thế này. Bác sinh ngày 9 tháng 2, chính là ngày sinh nhật của Bác. Và Bác mất ngày 20 tháng 8 âm lịch. Thì vào ngày sinh nhật cũng như là ngày mất của Bác, thì các đồng chí lãnh đạo của Trung ương,
của tỉnh, của huyện và của địa phương đều tổ chức các cái đoàn lên thăm viếng thắp hương cho Tổng Bí thư Trường Chinh. Còn làng Hành Thiện thì có chùa Keo Hành Thiện mở hội vào tháng 9 âm lịch. Và ngày đó thì rất đông đảo khách thập phương về lễ hội chùa Keo Hành Thiện. Đồng thời thì các cái người dân họ cũng vào nhà lưu niệm để thắp hương cho Tổng Bí thư Trường Chinh. Còn hàng ngày thì chúng em cũng thường đón các cái đoàn khách, rồi các cái thành phần lứa tuổi đến đây để thăm viếng, rồi thắp hương và nghe giới thiệu. Đặc biệt là mấy năm gần đây trong cái chương trình mà hoạt động trải nghiệm cũng như là cái chương trình giáo dục dục lịch sử địa phương thì các cái nhà trường tổ chức cho các cái em học sinh ở đây để thăm viếng và nghe giới thiệu về thân thế sự nghiệp. Đó là một số hoạt động ở khu lưu niệm. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để chia sẻ những suy nghĩ, những cảm xúc của quý vị khi xem xong video này. Đừng quên bình luận góp ý cho Duy những địa điểm, địa danh lịch sử mà quý vị muốn Duy tới trải nghiệm. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới.